mới đây trong cuộc phỏng vấn dương triệu vũ khẳng định mối quan hệ giữa anh và đàm vĩnh hưng là tình yêu trên trang cá nhân em trai ruột của danh hài hoài linh cũng viết vũ yêu nhạc yêu phim yêu hoa yêu đời và yêu còn nhiều thứ nữa tình yêu cũng có nhiều mức độ lắm và đối với anh hưng thì cũng có thể gọi là tình yêu Tôi có sự đồng cảm và sở thích anh Hưng giống trong ca hát. Cách suy nghĩ của tôi và anh Hưng cũng gần giống nhau. Trong thế giới cô độc này, khi tìm được một người gần giống mình, có thể hiểu được mình thì ai cũng rất trân trọng. Tôi nghĩ đó là lý do đến bây giờ anh Hưng vẫn rất trân trọng tôi. Trong khi chúng tôi nói chuyện, nhiều lúc người này nói một, người kia nói hiểu mười dương thiệu vũ cho biết hơn nữa khi nói về mối quan hệ giữa ba người là anh nghệ sĩ hoài linh và đàm vĩnh hưng dương triệu vũ còn cho biết đây là mối quan hệ phức tạp một trong ba người xảy ra việc gì thì người còn lại sẵn sàng bảo vệ đến cùng tuy nhiên ngay sau lời khẳng định này dương triệu vũ về chuyện tình cảm với Mr. Đàm thì ông Hoàng Nhạc Việt đã lên tiếng phủ nhận tình yêu này. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Dương Triệu Vũ không có tình yêu, Dương Triệu Vũ không phải là tình yêu thực sự của anh. Trên trang cá nhân của mình, Mr. Đàm viết đầy ẩn ý. Em nói tiếng yêu tôi nhưng thực tế như thế nào? Em chỉ nói yêu tôi một nửa thôi, đối với tôi như thế là không xứng đáng. Nhu cầu tôi cao lắm, em làm vậy tôi chưa thấy sướng, chưa thấy đã, chưa thấy hạnh phúc. Và vợ chồng... Mình đã nói với nhau nhiều lần rồi, cuối cùng thế nào, ok, tôi sẽ trả tự do cho em. Còn tôi sẽ lao đi tìm lấy người thương yêu mình đầy đủ, một nửa còn lại mà em đã không dành cho tôi. Dư luận bắt đầu đặt nghi ngờ về mối quan hệ giữa Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng, ngay cả hai người có sự gắn bó mật thiết với nhau. Dương Triệu Vũ luôn ủng hộ tình yêu, Dương Triệu Vũ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây không lâu, cả hai tham gia một chương trình game show và khiến nhiều người bất ngờ khi diện đổ đôi và có những cử chỉ thân mật hơn trước công chúng. Trong showbiz, ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ. Sự gắn bó của cả hai ca sĩ từng khiến nhiều người đặt nghi ngẫn về tình cảm. Người lên tiếng thừa nhận, người phủ nhận gay gắt, khiến dư luận nghi vấn. Liệu có chiêu trò gì ở đây không? Đối với ông Hoàng nhạc Việt thì danh tiếng của anh đã quá đủ ở showbiz Việt. Năm 2016 là năm nhiều sóng gió đối với Đàm Vĩnh Hưng với câu chuyện của mẹ ruột vừa được anh chia sẻ trên cách đây không lâu.